Công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tọa lạc tại địa chỉ 253 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề bao gồm nhà hàng, khách sạn, kinh doanh xăng dầu, cảng ICD, dịch vụ kho bãi, dịch vụ thương mại xuất khẩu, khai thác và kinh doanh đá granite và các dự án hợp tác kinh doanh. Với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực sáng tạo, năm 2018 khép lại, tiếp tục là một năm thành công của tập thể công ty trên mọi lĩnh vực. ICD Tây Nam với chức năng đầy đủ như một cửa khẩu giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và hệ thống dịch vụ trọn gói, mang tính chuyên nghiệp, đã và đang giành được sự tín nhiệm của khách hàng. ICD Tây Nam là một điểm thông quan ngoài cửa khẩu, được các doanh nghiệp quen gọi là cảng cạn, nằm trên trục đường bộ huyết mạch của khu vực tam giác kinh tế trọng điểm phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, cạnh bờ sông Sài Gòn và gần các cảng chính như Cát Lái, VICT, cảng Sài Gòn. ICD Tây Nam đã mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí vận tải cho khách hàng, góp phần giảm giá thành sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kho vận xăng dầu Tây Nam với lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là bán buôn, bán lẻ và vận chuyển xăng dầu với hệ thống các cửa hàng bán lẻ trực thuộc, đội xe bồn và các đại lý xăng dầu, khách hàng công nghiệp rộng khắp trên địa bàn miền Đông Nam Bộ. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty xăng dầu Tây Nam được quân khu 7 giao nhiệm vụ dự trữ xăng dầu và cấp phát xăng dầu, đảm bảo thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình hình thành và phát triển, với phương châm cung ứng hàng hóa cho đối tác khách hàng đúng chất lượng, đủ số lượng, hiệu quả và an toàn nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng cao nhất, công ty xăng dầu Tây Nam đã phát huy những thế mạnh của mình, không ngừng nâng cao uy tín, chú trọng xây dựng thương hiệu Tây Nam Petro thành thương hiệu mạnh trên thị trường, tập trung mọi nguồn lực tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, hiệu quả cho công ty. Công ty Tây Nam Granite Cambodia nằm tại xã Savatthaya, huyện Siduun, tỉnh Prachea, Vương quốc Campuchia. Công ty bắt đầu khai thác từ năm 2014, xây dựng nhà máy, khánh thành và đi vào hoạt động giữa năm 2015. Sản phẩm chính là đá granite. Sản lượng của dự án là 2 triệu mét khối một năm, sản lượng khai thác hàng năm là 8.000 mét khối một năm, sản xuất 180.000 mét vuông một năm, bao gồm hai mỏ với tổng diện tích là 48 hecta. Hệ thống khách sạn Tân Sơn Nhất 5 sao, tọa lạc tại trung tâm chính quận Phú Nhuận, vị trí thuận tiện ngay trục đường chính vào sân bay quốc nội và quốc tế Tân Sơn Nhất, là địa điểm lưu trú lý tưởng cho du khách quốc tế và du khách nội địa. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Tân Sơn Nhất Pavilion thuộc hệ thống khách sạn Tân Sơn Nhất 5 sao, được thiết kế với lối kiến trúc châu Âu sang trọng, tinh tế và tự hào là trung tâm hội nghị hàng đầu với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tân Sơn Nhất Pavilion có diện tích lý tưởng hơn 10.000 mét vuông theo tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, sân khấu chuyên nghiệp với 10 sảnh tiệc sang trọng, không gian mở rộng rãi và có sức chứa lên đến 7.000 khách, đáp ứng rất phù hợp cho việc tổ chức nhiều loại hình sự kiện khác nhau như hội nghị cổ đông, tất niên, hội thảo, sinh nhật và tiệc cưới. Làm nên tiếng tăm cho nhà hàng chính là phần lẩu hai vị kèm những món nhúng, các loại rau và nấm, đặc biệt là kèm theo những viên thịt đung liên, thả lẩu và mì tươi cán tay tự làm, đặc trưng của ẩm thực xứ Cảng Thơm. Năm 2019, tập thể tiếp tục tập trung đột phá, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác và phong trào thi đua quyết thắng nhằm huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bằng nhiệt huyết cách mạng, bằng năng lực và trí tuệ, chung tay xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, vững vàng hòa nhập và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.